Cảm ơn Kiều Phu rất là nhiều. Đề số 5 của sáng dông. Xin được hỏi 8 câu trong bài dặn dò ổn đạo chim ô là giữa cầu ngân, người xưa đã gót mấy lần em ai hay hay năm nay được. Người nay rồi dạng thảo ngay thì là thấy tận mặt mày người xưa, nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu cho bá tánh sớm ưa tu hành, đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, mau mau trao tỉa chữ lành cho xong. Và xin trân trọng kính mời Nam Mô Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng đạo. Bây giờ tôi xin chia sẻ 8 câu trong bài dặn dò bổn đạo. Chim ô đà giữa cầu ngăn, người xưa trở gót cho gần người nay, người nay rồi dạng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa, nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu cho bá tánh sớm ưa tu hành, đầu đuôi mau mau trao trĩa chữ lành cho xong. Thì kính thưa toàn thể quý ông đạo, đây là cái bài dặn dò bổn đạo. Thì dặn dò tức là nghĩa là căn dặn, nói rất là nhiều lần để cho bổn đạo nhớ khi mà ngài xa vắng. Thì đức thầy nói là chim ô đà giữa cầu ngăn, đây là muốn nói cái điển tích mà chim ô thước bắt cầu cho ngưu lang chức nữ gặp nhau. Đây là đức thầy muốn mượn cái điển tích này để nói cái sự trùng phùng giữa ngài và với chúng sanh. Tức là ngài là Phật thầy Tây An đã ra đời rồi chuyển kiếp rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, cho nên đến khi đức thầy ra đời thì gần cả trăm năm, cho nên là muốn nói người xưa là vậy đó. Cái tiền kiếp của ngài là Phật thầy Tây An, rồi chuyển đến Phật Trùm, đức Phật Bổn Sư, đức Sư Giải Quán Khoai, nay là đức thầy. Cho nên là chim ô đà giữa cầu ngân là đã có cái nhiều lần trùng phùng đối với bổn đạo chúng sanh này. Người xưa trở gót mấy lần ai hay, người xưa trở gót là Đức Phật thầy Tây An đó đã tái sanh nhiều lần rồi. Mà nào ai có biết, nào ai có biết hôm nay ngài lại tái sanh cái kiếp chót này đây là Đức Quỳnh Giáo Chủ này, mà nào đó, nào có ai mà có biết, nếu mà ngài không nói ra thì chúng ta không có biết được. Cho nên người xưa trở gót, trở gót là quay quay lại đó. Quay lại là tái sanh đó, ai hay. Trở gót cho gần người nay, trở gần người nay là tức là kề cận ở bên bên chúng sanh bổn đạo, cho gần người nay. Người nay rồi dạng thảo ngay, người nay khi mà ngài lâm phàm lần này, tái sanh lần này trở lại đó, thì phải ráng nghe lời của ngài dạng thảo ngay là trung hiếu lưỡng toàn. Thảo thảo là hiếu, ngay là trung, tức là muốn nói trung hiếu lưỡng toàn. Thì mà làm dạng được hai cái việc đó đó thì tạng mặt mày người xưa thì sẽ khi mà lập đời thượng quan sẽ gặp lại đức thầy, sẽ được trùng phùng với đức thầy lần nữa. Nó đức thầy dặn dò muốn thấy được thầy, muốn được trùng phùng với đức thầy đó, thì cái người đó ít nhất á cũng phải trung hiếu lưỡng toàn. Cho nên đức thầy nói bổn đạo của tôi đó là có hai người, một là trung, hai là hiếu. Đây là đức thầy nói cái hạng mà chót thì cũng phải làm tròn cái trung hiếu dù được đó. Không tu thành tiên tác Phật được, nhưng mà làm trọn cái hai cái việc trung hiếu lưỡng toàn thì cũng được gặp ngài, cũng được trùng phục ở ở cái thời kỳ thượng quân thánh đức, thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Thấy tạng mặt mày người xưa là gặp lại đức thầy đó. Đây là cái lời căn dặn, con dặn mình ráng ghi nhớ vậy. Mình nguyện cầu gắn chí sớm trưa, nguyện này ngài cũng cầu nguyện cho ơn trên đức Phật tổ gia hộ cho chúng sanh, gắn là cố gắng, mà quyết chí là hết lòng. Sớm trưa đó tức là mình hai cái thời công phu của mình tái sám
của mình đó, mình đừng có để cho nó lơi, hay là mình phải thành tâm niệm Phật từ sáng cho đến chiều, cho đến khi mình ngủ, nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu cho bá tánh sớm ưa tu hành, hay cầu cho Phật tổ cũng gia hộ cho bá tánh, là cho tất cả mọi người sớm ưa tu hành, là sùng ngưỡng cái đạo đức, mà đừng có vì cái lợi danh mà bỏ trôi đạo đức. Cho nên ưa đạo đức chứ đừng đừng có ưa lợi danh. Cho nên cầu cho bá tánh sớm ưa tu hành, đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành. Ở đây Đức Thầy nói đầu đuôi, đầu đó là cái tiền kiếp của ngài Đức Thầy Tây An ra đời, rồi đuôi đó là ngài ở cái kiếp chót ngài tỏ hết á, hãy làm đúng theo cái lời chỉ dạy của ngài, mà đã bao lần ngài tái sanh rồi ngài cũng chỉ dạy như vậy. Thì đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, tỏ ngọn ngành là nói hết, đó là một việc. Còn một việc nữa là chỉ dạy cho mình từ cách ăn, cách ở, đi đứng, nói làm, vệ sinh, ngủ nghỉ, và chỉ cho mình cái con đường giải thoát. Đó đó là cũng là đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành là tỏ rõ cho, rành rẽ cho mình, để cho mình thấy muốn đi về đâu thì có cái con đường để chỉ cho mình về đó, muốn lên tiên thì được cảnh tiên, muốn về cực lạc thì có con đường về cực lạc, muốn về niết bàn có con đường về niết bàn, có muốn đi về cõi cõi đời Thượng Quan Thánh Đức thì có cái con đường để đi cho mình về cõi đời Thượng Quan Thánh Đức. Cho nên đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, mau mau trao trĩa chữ lành cho xong. Mau mau là gấp gấp, là kiếp kiếp. Trao là sửa, trao xỉa, trĩa là tức là trao tria, là mình xem lại cái giới luật trong cái tám điều lăng cấm này có cái điều gì mình còn bị đắm nhiễm mà mình còn làm sai với cái tám điều lăng cấm này nè, là tức là sai với đạo lý, thì mình phải chừa bỏ đi để mà cho mình trở thành cái người tốt đẹp. Con trao trĩa chữ lành cho xong, chữ lành là chữ lành là hiền, mình làm cái người trở thành cái người hiền lương đức hạnh cho nó xong, là cái người có cái hạnh đức nó được tốt đẹp. Mau mau trao trĩa chữ lành cho xong, thì cái này Đức Thầy chỉ vừa tu thân mà vừa tu tâm. Trao trĩa là trao tria, là trao sửa cái thân tâm cho mình cho nó được tốt đẹp, nó trở thành cái con người hiền lương đức hạnh. Chính thưa toàn thể chư quý dường đạo, để tóm lại, Đức Thầy thông báo cho biết rằng là ngài đã tái kiếp nhiều lần rồi, đã được trùng phùng để đối với chúng sanh với bổn đạo đã nhiều lần rồi, mà nay là kiếp chót thì ngài trở lại người xưa trở gót cho gần người nay, thì ngài là Đức Phật Thầy Tây An nay là tái sanh cái lần chót để mà cho gần được với cái bổn đạo chúng sanh, để mà chỉ dạy cho chúng sanh. Chỉ còn cái lần cuối này nữa thôi, người nay rồi giảng thảo ngay, cái người mà hôm nay là nghe lời ngài đó, miễn làm được tròn trung tròn hiếu đi, dù chưa giải thoát nữa thì cũng được gặp ngài ở cái cõi đời Thượng Quan Thánh Đức, thì là thấy tạng mặt mày người xưa, là sẽ được gặp ngài ở hội Long Hoa. Thầy tớ trụ được trùng phùng, rồi nguyện cầu gắn chí sớm trưa, rồi ngài cũng cầu nguyện ở trên Đức Phật Tổ gia hộ cho mọi người đấy, yên tâm bền chí, sớm trưa là mình làm cho nó trọn vẹn, mình đừng có cái sơ xuất. Cầu cho bá tánh sớm ưa tu hành, ngài cũng mong mỏi cho chúng sanh sớm ưa tu hành để tránh cái lợi danh đường đạo đức. Rồi đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, tức là ngài nói hết sự vận hành của tạo hóa, nói hết cái khổ của chúng sanh ở cái thời hạ quan và kiếp, và chỉ cho mình cái con đường mà mình, cái khả năng mình đi về đâu thì có cái con đường, có cái phương pháp để chỉ cho mình đi về đó. Thì cho nên Đức Thầy nói kết thúc
là mau mau trao trĩa chữ lành cho xong, thì mình phải ráng trao sửa cái thân tâm mình để trở thành cái người hiền lương đức hạnh, thì cái đó gọi là xong. Kính thưa toàn thể chư quý hiền đạo, hiểu biết của tôi qua tấm câu trên tự trình bày xong, bây giờ tôi xin trả mic ở đâu xa, đồng thời mời các cái vị khác lên góp ý thêm để cho đề tài được phong phú hơn. Chào nhân thanh cư sĩ mới vô, mong rằng hàng nhân thanh cư sĩ đề tài ấy, mình lên nói với người ta, nói với cùng chia sớt với tôi với từ phu nhà thân tiến sĩ, tập cho nó quen đi. Bữa hổm mới nói vài lời cái rồi hổm rày không có chịu lên, cứ lên đi, có gì chú bác người ta tiếp cho.